Các bạn giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là máy xào nhân. Xào nhân với mẫu máy xào nhân này các bạn có thể xào nhân này, rồi nấu nước lèo, nước đường này, rồi nấu gia vị này, xên nhân này. Đấy, nấu thạch này, nấu cám này, nấu đa năng. Cái mẫu máy này thì mình là dùng bằng hai cánh 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 đảo nhá. Cánh đảo nhá, cánh khuấy nhá. Đấy. Cái này có thể đánh nhân, đảo nhân được, khuấy nhân được nhá. Đấy. Với chức năng đây, mình sẽ cắm điện thử cho các bạn xem nhá. Ra điện này. Ra điện này. Giờ cắm điện rồi này. Máy chạy rất là êm nhá, êm ái nhá. Đấy. Đây là đảo nhân này. Bên trong đây là nhiệt độ này, đây điều chỉnh từ 0 cho đến 300 độ này, có hai cái chất áp này. 0 cho đến 300 độ này, ta có điều chỉnh được này. 0 đến 300 độ này. Đấy. Thế là inox 324 này sẽ giảm chắc chắn này, nồi 3 lớp này. Đây khoang bỏ dầu này. Dầu truyền nhiệt nhá. Đấy, dầu truyền nhiệt ra đây cái đo đo dầu này. Đấy. Đấy. Đây cánh đảo này. Đấy. Đấy. Kích thước này, kích thước đây là một nồi 100 lít nhá. Kích thước này, chiều ngang này. Chiều ngang này là nó là 65 phân này, 65 phân này. Đấy. Chiều cao này. Cao là 40 phân này. Cao là 40 này. Đấy, đây xoắn sáng này. Cao 40 phân này, đấy nhá. Ba lớp chịu nhiệt. Van xả nước này, nếu là nước lèo thì đây có van xả nước này, liệu này. Đấy. Cái này có thể nhấc lên được này, cái này có thể nhấc lên được này, nhấc được. Một lần làm xong nó ra nhấc lên này, cắt đi này. Đấy nha. Đấy. Các bạn mua nồi liên hệ qua số điện thoại 0934468222, 0904432111, 146 Nguyễn Trãi và website xưởng máy Thanh Hóa.com, địa chỉ là 795 Phong Phường Ba Đình, Thanh Hóa. Thì mình do hàng toàn quốc nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.